đại chiến Mỹ-Trung là thảm họa khủng khiếp nhất toàn cầu. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một cuộc thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại. Thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không sử dụng đến. Trong những ngày gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng một dâng cao khi mà Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Biển Đông. Bộ Quốc phòng của Mỹ tuyên bố sắp tới Mỹ sẽ can thiệp sâu rộng vào vấn đề Biển Đông và sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn của Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông. Phía Mỹ nói thẳng là sẽ bảo vệ ba hòn đảo, một là Senkaku của Nhật Bản, hai là bãi từ chính của Việt Nam, ba là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ra khỏi tay Trung Quốc. Đáp lại phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình tuyên bố như sau: Biển Đông, đảo Senkaku, bãi tư chính, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc. Đồng thời, người đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc còn nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện một cuộc chiến tranh với cả Mỹ nếu như Washington tuyên bố chiến tranh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, báo động về tình hình an ninh khu vực lại càng lên cao khi mà cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden từng chia sẻ rằng ông tin chỉ vài tháng nữa hoặc là một vài năm nữa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông. Trong khi khả năng về một cuộc chiến tranh vẫn còn khá xa vời, nhiều chuyên gia nói với hãng tin Reuters rằng họ tin cuộc chiến xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất thảm khốc, đưa cả thế giới vào tình trạng báo động và hỗn loạn và có khả năng sẽ kết thúc cuộc sống mà chúng ta biết trên trái đất này. Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc một cách dễ dàng nếu chỉ là một cuộc giao chiến thông thường. Khi đó cuộc chiến sẽ giống như việc Trung Quốc đưa một đội nông dân ra để chống trả với một gã khổng lồ và đoàn quân của Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại trước gã khổng lồ của Mỹ. Thế nhưng ngay cả một cuộc chiến thông thường cũng sẽ là một thảm họa chiến lược toàn cầu. Nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng trên thế giới và một khoảng trống quyền lực sau sự thất bại của Trung Quốc. Đó là điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Chris Chun, giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Wake, nói về viễn cảnh của một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi thật sự nghĩ rằng đó là dấu chấm hết của sự sống trên trái đất. Từ một mức độ rủi ro chiến lược toàn cầu, tôi muốn nói rằng một cuộc chiến giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc lớn nào là điều cuối cùng mà chúng ta muốn thấy, vì nó có thể leo thang một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khả năng hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là quá cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết thêm là từ những năm 1970, các nhà chính sách tại Washington đã xác định hình thức vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong quan hệ với Trung Quốc. Mỹ sẽ mất hàng ngàn quân, nhưng Trung Quốc sẽ bị đè bẹp hoàn toàn nếu thật sự có một cuộc chống Mỹ. Theo các chuyên gia cho biết, lý do chính của chiến thắng này là vì quân đội của Mỹ có lợi thế vượt bậc trong chiến tranh toàn diện, do vượt trội về mặt khoa học công nghệ và bốn nhánh quân sự của Mỹ cũng là hiệp đồng tác chiến cực kỳ ăn ý với nhau, và các chuyên gia tin rằng Mỹ sẽ thổi bay Trung Quốc một cách dễ dàng. Ngược lại, quân đội của Trung Quốc có ít kinh nghiệm chiến đấu cũng như không có hoạt động phối hợp ăn ý giữa các lực lượng như Mỹ, có một sự khác biệt rất lớn giữa những người từng tham chiến và những người không tham gia chiến tranh bao giờ. Vì thế, Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại trước quân đội Mỹ ở ngoài Biển Đông. Theo các chuyên gia cho biết, một khi xảy ra chiến tranh với Mỹ, các cơ sở quân sự mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên Biển Đông khó giữ vững được đường dây liên lạc như là cung cấp đạn dược, giang các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở ngoài Biển Đông thông qua việc mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh xem đây là một lợi thế chiến lược của quân sự quan trọng này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, trên thực tế, các giá trị quân sự nổi này không có tác dụng quá nhiều như phía Bắc Kinh vẫn từng kỳ vọng và nó sẽ lộ ra rất nhiều điểm yếu. Ví dụ như trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản như Trung Quốc bây giờ cũng nhận ra việc kiểm soát các chuỗi đảo nhân tạo ở Thái Bình Dương mang lại ý nghĩa chiến lược rất nhiều. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chính những hòn đảo này lại trở thành gánh nặng cho Nhật Bản khi Mỹ và các đồng minh tập trung lực lượng đánh chiếm từng đảo một, buộc Nhật Bản phải từ bỏ. Theo các nhà chuyên môn có kinh nghiệm từng châm biếm rằng chỉ những kẻ ngu ngốc mới mang một con tàu đi chiến đấu với cả một pháo đài. Nhưng trong thời hiện đại này, mọi việc đã khác, con tàu vẫn có thể chiếm lợi thế lớn hơn là pháo đài với sự hỗ trợ của công nghệ quân sự tinh vi.